kính chào các bậc phụ huynh, cô chào các bé. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bé hoạt động tạo hình, tô màu chiếc lược, chiếc gương. Để trẻ thực hiện tốt được hoạt động này, phụ huynh cần chuẩn bị cho các bé những đồ dùng sau: một bức tranh vẽ chiếc lược, chiếc gương và một hộp sắt màu. Cô cũng đã chuẩn bị được một bức tranh vẽ chiếc lược, chiếc gương rất là đẹp. Các bé nhìn xem đây là gì? À đúng rồi, đó là chiếc lược. Chiếc lược có màu gì? Là màu xanh đấy. Đây là gì của lược? Đây là những chiếc răng lược. Còn đây là cán lược các bé cầm để chải tóc. Ngoài ra bức tranh còn vẽ gì đây? Đó là chiếc gương. Chiếc gương có dạng hình gì và được tô bằng màu gì? Đúng rồi, chiếc gương có dạng hình tròn và được tô bằng màu đỏ. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bé tô màu chiếc gương, chiếc lược thật là đẹp nhé. Chúng mình cùng chú ý quan sát nào. Bây giờ cô sẽ chọn màu xanh để tô màu chiếc lược. Tay trái cô giữ giấy, tay phải cô cầm bút. Cô cầm bút bằng 3 đầu ngón tay. Cô đặt bút màu vào hình chiếc lược để tô. Khi tô, cô tô đều tay, tô trùng khít và không làm tròn màu ra ngoài. Vậy là cô đã tô xong chiếc lược rồi. Với chiếc gương, cô sẽ chọn màu đỏ để tô màu. Chúng mình sẽ tô màu đều tay, tô trùng khít và không chầm màu ra ngoài. Là cô đã tô xong bức tranh rồi. Để các bé tô màu đẹp, ở nhà phụ huynh chuẩn bị cho con những bức tranh và nhớ hướng dẫn dạy cách bé cách cầm bút bằng tay phải, cầm bằng 3 đầu ngón tay, tay trái giữ giấy và cho trẻ ngồi ngay ngắn, tô màu đều tay, tô không chầm màu ra ngoài. Thì các bé tô xong, phụ huynh chụp bài gửi cho cô giáo nhé. Cô rất vui khi nhận được sản phẩm của các bé. Xin cảm ơn các bậc phụ huynh. Xin chào các bé.